Xin chào anh em, thưa anh em, Mạnh đang có mặt tại tổng kho John Deere khu vực miền Bắc của TTC. Và thưa anh em, đây là máy John Deere gọi là khủng long. Con khủng khủng long này mới gọi là con khủng long mini thôi. Là 155 mã lực, xuất xứ từ Đức, thưa anh em, xuất xứ từ Đức. Đây ạ. Anh em thấy không ạ? Động cơ được hệ thống hút gió là đã được làm mát để tăng cái hàm lượng gió vào trong động cơ rồi, động cơ 6 máy và em này xuất xứ từ Đức nha. Tiếp tục này, đây là con thưa anh em đây 6095B 95 mã lực và em này cũng vậy, cũng được làm mát không khí hút vào để làm cái lượng không khí nó cô đặc lại và hàm lượng oxy nó lớn hơn để đốt được nhiều nhiên liệu và sinh cái công suất cao hơn. Và hai em này là hai em cabin, em này thì anh em những người tư nhân sử dụng máy móc và có nhiều diện tích làm cái dịch vụ cho bà con thì hoàn toàn có thể đầu tư em 6095B của John Deere về làm được rất nhiều việc, đặc biệt là làm cho các cái môi trường đồi và có cái diện tích tương đối. Và thưa anh em, tiếp tục đây là 5075E, 5075E này thì những người anh em ở khu vực Nghệ An, Thanh Hóa là rất phù hợp và nó đã được trải nghiệm rất nhiều anh em tin dùng cái mã máy 5075E này, 75 mã lực. Đây là 5055, 55 mã lực. Ở khu vực Nghệ An, Thanh Hóa thì anh em đã dùng khá là nhiều, kể cả khu vực miền Bắc cũng đã có rất nhiều anh em đã dùng. Và đặc biệt thưa anh em, đối với 5055E, nếu như anh em nào mà quan tâm đến việc làm luống, ví dụ như những anh em ở khu vực Hải Dương và những cái khu vực mà cần yêu cầu ép luống cao, rộng để làm hành, làm hoa màu, và hoặc là bây giờ đang có những cái hoa màu chất lượng cao, ví dụ như dâu tây, thì lựa chọn 5055E là một lựa chọn Mạnh cho rằng là rất là hợp lý và thông minh. Bởi vì sao? Bởi vì cái tốc độ di chuyển của em 5055E này, cái tốc độ di chuyển chậm ấy, nó rất chậm. Nó đến 2,1 thì nó chỉ có dưới 2,1 km/h, nên là khi mà chúng ta xới ép luống ấy, nó đi chậm thì nó miết được luống, cũng như là nó làm nhỏ đất rất là tơi nhỏ và miết được luống rất là đẹp. Tốc độ rất chậm nhé, rất chậm, dưới 2,1 km/h. À, nó là một cái lựa chọn rất là hay cho những anh em nào mà thứ nhất là đi cày, đi làm những cái khu vực mà vừa đồi vừa nước, đặc biệt là ép luống, thì hãy suy nghĩ đến em 5055E. Tiếp tục này, đây rất là nhiều máy, phải đi một lúc nữa mới hết. 5050D dành cho những anh em nào cá khô cá nước, mình đã giới thiệu trên kênh kỹ thuật máy rất là nhiều rồi. Và đây ạ, 5045, đây là dòng 50 nhé, 5045, 5040, quay đây. Đây đây thôi nghe, hai em này, ba em này, mã 50 gọi là 50D, 5D thì đều được có mặt tại khu vực miền Bắc. Và đây là xã Thái Hòa và đây là tổng kho của John Deere TTC ở miền Bắc. Anh em hãy theo dõi rất kỹ và Mạnh sẽ cung cấp các cái thông tin về vị trí, về địa chỉ và kể cả các cái thông tin về kỹ thuật, thông số kỹ thuật, và thêm nữa là bảng giá công bố của TTC trên hệ thống website kỹ thuật máy.vn. Và đây ạ, 3036, 3036 E làm lúa làm hoa màu. Con này nhá, làm lúa làm hoa màu và ép luống cũng rất là hay, bởi vì cái tốc độ chậm nhất của nó rất là chậm. Tốc độ chậm nhất của nó chỉ dưới 2 km/h, nên là nó ép luống rất là mượt mà ở cái tốc độ số 1 và ở ga cao nhất. Tiếp tục đi ạ. Đây. Đây là 3036 EN. Lùi lại đây tí cho mọi người thấy cái độ lớn của cái em này. Độ lớn của em này thì động cơ thì 36 mã lực. Và độ lớn thì nó rất phù hợp cho việc chăm sóc mía, rồi làm trong các cái khu vực vườn, nông trại và trang trại.
mà anh cho rằng con này nó sẽ, nếu anh em nào mà thích những cái loại nhỏ bền bỉ và sức mạnh để làm cho có thể là lúa này, có thể là hoa màu chăm sóc này, chăm sóc mía này, nông trại trang trại, em này bề rộng có 1 mét thôi, có thể thay đổi được xuống 90 phân nữa, mét mốt rộng nhất mét mốt, và có thể thay đổi được cái kích thước bề rộng xuống đến 90 phân. Tiếp tục điện đây, phía này là còn quá. Đây, tại kho nhớt Dôn Đia, khu vực miền Bắc, và anh em quan tâm hãy vào website kỹ thuật máy.vn hoặc gọi cho các cái số điện thoại của KTM 0904 987 558 là của Mạnh, và của anh chị em đơn hàng là 097 192 1942 để đặt hàng, hoặc là đặt hàng trực tiếp trên website giao hàng tại nhà, kiểm tra và thanh toán tiền cho người biêu tá. Anh em nhớ nhé, website kỹ thuật máy.vn nhớ. Tôn gác này, lớp nhớt này là động cơ cho máy gặt máy kéo nhé. Tất cả các loại máy gặt máy kéo có turbo hoặc không có turbo đều dùng cái loại này, ok luôn. Còn loại này thì kinh điển nữa, cũng là cho máy gặt máy kéo nhưng mà 500 giờ mới phải thay, 500 giờ luôn, tiết kiệm rất nhiều chi phí. Tất nhiên nó đắt hơn một chút, cao hơn một chút, nhưng mà tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hai lần thay cái này mới một lần thay cái loại nhớt thông thường. Đây là nhớt, nhớt này cấp độ đã cao lắm rồi, cấp độ CH này đã rất là ngon rồi. Đây 250 đến 300 giờ là nhớt này. Đây đây thì có loại 5 lít 20 lít, đây 5 lít 20 lít, 5 lít 20 lít, hai loại nhé. Và nếu anh em nào quan tâm đến thông tin kỹ thuật và các cái thông tin về chính sách bán hàng, chính sách giá của John Deere tại Việt Nam, tức là John Deere và do đại diện TTC phân phối tại Việt Nam, thì hãy truy cập vào website kỹ thuật máy.vn, vào phần máy John Deere là sẽ thấy có hệ thống thông tin về kỹ thuật, về giá cả công bố và các cái chính sách của TTC tại Việt Nam. Và chúc cho anh em lựa chọn được những chiếc máy tuyệt vời nhất, lựa chọn được những chiếc máy ưng ý, hợp lý với công việc và hợp lý với cái khả năng đầu tư lâu dài của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.